chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Cơ quan hàng không không dám chợp mắt, sẵn sàng đón bão Chami chút mưa to gió lớn. Cục Hàng không Việt Nam vừa phát công điện gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc chủ động ứng phó cơn bão Chami. Bão Chami, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Trung tâm Cảnh báo Thời tiết MWO, dự báo diễn biến cấp độ rủi ro thiên tai mức 3. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía đông khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc Biển Đông. Để chủ động ứng phó cơn bão Chami, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ theo quy chế trực ban phòng chống thiên tai, quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Cục Hàng không yêu cầu Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng. Đối với các sân bay, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay. Cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai. Đồng thời, triển khai phương án phòng chống mưa bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không, phục vụ các nhu cầu của hành khách, khi diễn biến của cơn bão ngày càng phức tạp và càng tiến sát đất liền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23 tháng 10, vị trí tâm bão Chami, tên tiếng Việt là Chami, ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 123,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão Chami ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc. Sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20 km/h, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão Chami ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km/h. Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam và di chuyển chậm lại. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6-7, từ gần sáng ngày 24 tháng 10 tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, 75-102 km/h, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 26-28 tháng 10, trên khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão Chami. Trưa và chiều 23 tháng 10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mát từ đêm 23 tháng 10, đêm và sáng trời lạnh. Riêng vùng núi Bắc Bộ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Ở Thanh Hóa đến Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ. Vậy tại sao cơn bão này lại có tên là Chami? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ năm 2000, Việt Nam đã đề cử với Ủy ban Bão Quốc tế về tên các cơn bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương với 10 tên bão bao gồm Sơn Tinh, Lê Kim Ma, Ba Vì, Côn Sơn, Sơn Ca, Chami, Hạ Long, Vàm Cỏ, Sông Đà, Sao La.
Năm 2021, Việt Nam có đề nghị đổi tên cơn bão khi bão gây thiệt hại hoặc do các nước yêu cầu đổi. Từ năm 2000, khi đề nghị đến nay đã có các thay đổi như sau. Sao Mai, tên cũ, được đổi tên thành Sơn Tinh. Sơn Tinh, tên được đổi vào năm 2008. Lê Kim Ma, tên cũ, được đổi tên thành Cỏ May. Cỏ May, tên được đổi vào năm 2021. Vàm Cỏ, tên cũ, được đổi tên thành Bằng Long, tên được đổi vào năm 2022. Côn Sơn, tên cũ, được đổi tên thành Lục Bình vào năm 2024. Sao La, tên được Philippines đề nghị đổi. Hiện nay, tên cơn bão do Việt Nam đề xuất đặt tên trên hệ thống Ủy ban Bão và Tổ chức WMO. Đến thời điểm tháng 10 năm 2024, có 10 tên cơn bão bao gồm Sơn Tinh, Cỏ May, Ba Vì, Lục Bình, Sơn Ca, Trà My, Hạ Long, Bằng Lăng, Sông Đà, Sao La. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão có nhiều cách gọi khác nhau tùy thuộc vào khu vực phát sinh bão. Bão hình thành trên biển Đại Tây Dương gọi là Hurricanes, bão hình thành trên biển Thái Bình Dương gọi là Typhoon, bão hình thành trên biển Ấn Độ Dương gọi là Tropical Cyclones. Các cơn bão có thể tồn tại trên biển trung bình từ 7 đến 8 ngày hoặc lâu hơn. Trên cùng một khu vực, cùng một thời gian, có thể có từ 2 đến 3 cơn bão tồn tại, thậm chí có thể nhiều hơn. Vì vậy, người ta đã đặt tên cho các cơn bão để tránh nhầm lẫn trong việc đưa ra các thông tin về từng cơn bão. Hơn 10 tỉnh ven biển, nguy cơ lũ quét, dông lốc do ảnh hưởng từ bão Chami. Ngày 21 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công điện số 7930 gửi tới các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các bộ, ngành liên quan nhằm ứng phó với mưa lớn và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự kiến sẽ di chuyển vào Biển Đông. Trong 24 giờ qua, khu vực Trung Bộ đã ghi nhận mưa to với lượng mưa phổ biến từ 80-100mm, nhiều nơi như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế lên tới 306mm và Tam Trà, Quảng Nam lên tới 231mm, gây ngập lụt ở một số khu vực. Dự báo từ ngày 21 tháng 10 đến đêm 22 tháng 10, mưa tiếp tục gia tăng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định, có thể đạt từ 50-100mm, với cục bộ trên 150mm. Mưa lớn có thể dẫn đến ngập úng ở các vùng trũng, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực phía đông Philippines dự kiến sẽ mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, với khả năng di chuyển vào Biển Đông vào khoảng ngày 25 tháng 10. Theo dự báo, từ chiều và đêm ngày 24 tháng 10, gió trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông sẽ mạnh dần lên cấp 8, gần tâm bão có thể đạt cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Để ứng phó kịp thời, Bộ trưởng yêu cầu các tỉnh ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo. Các địa phương cần thông báo cho thuyền trưởng và chủ phương tiện đang hoạt động trên biển về tình hình, đồng thời duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu. Lực lượng xung kích phải rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, sẵn sàng di dời người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, cần tổ chức kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Các địa phương cũng phải đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực để xử lý tình huống khẩn cấp. Đồng thời, thông tin về diễn biến thời tiết cần được truyền tải liên tục đến người dân để họ chủ động ứng phó. Các địa phương phải duy trì trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để phối hợp ứng phó hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!